bác anh chị em thân kính mến đã nhận lời trân trọng của buôn Tân Hưng chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi thay mặt người làm chương trình xin trân trọng cảm ơn. Kết hợp với du lịch để quảng bá phòng chiêng. Đại diện cho nhóm đầu tư xây dựng không gian Pom Tân Hưng, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.